Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài. Wow, Chúa Giêsu, chúng ta đang sống anh chị em phải không ạ? Ngài làm phép lạ khắp mọi nơi. Yeah. Và đây là bằng chứng cho thấy là Đức Chúa Trời đang hành động xuyên qua hội thánh của chúng ta trong tất cả mọi lĩnh vực, tất cả mọi lứa tuổi và tất cả mọi nhu cầu. Anh chị em có nhóm Zoom thứ 6 vừa rồi, anh chị em nghe lời chứng mà tôi thấy nghe cái lời chứng này rất là khích lệ luôn. Không ạ, Chúa làm những phép lạ phải nói siêu nhiên. Cái chị kia chỉ bị đau cái cổ, cứng cái cổ, không quay qua quay lại được, không uống nước được luôn. Chị đi khám bác sĩ và bác sĩ nói là nó bị vôi hóa hai đốt sống cổ, phải mổ, và nếu không mổ thì nó không có cử động được, cái cổ nó cứng đơ như thế này. Thì cô ấy về, cô bắt đầu gọi tham gia vào buổi nhóm Zoom cầu nguyện. Thì trong thời giờ cầu nguyện thì Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh tác động khiến cho cô ấy mở ra, nôn ra các loại luôn. Thì khi cô nôn ra như vậy thì cô mới, cái miệng nó bị đắng, cho nên là cô mới bảo con của cô là đem cho cốc nước để cô ấy súc miệng. Thì cô ấy cầm cốc nước, cô ngửa cổ, cô uống bình thường và chợt tỉnh ra, ô sao bây giờ mình uống nước bình thường được rồi. Là cái cổ chữa lành hoàn toàn. Yeah. Anh tôi hay nói vui là mở cái lành luôn. Amen nha. Cầu nguyện mở ra là lành luôn. Đúng là Chúa Trời làm những điều rất là siêu nhiên. Rất siêu nhiên. Rất là siêu nhiên. Và ở đây cũng có một lời làm chứng nữa rất là khích lệ anh chị. Tôi nhận được qua email. Tôi đọc anh chị em nghe. Để thấy được rằng chúng ta cần Chúa Giêsu đến giường nào. Dạ. Yeah. Cho nên câu kinh thánh học thuộc lòng ngày hôm nay anh chị em thấy phải không ạ? Và những anh chị em trên live stream cũng hãy theo dõi và nghe. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi còn có cơ hội và còn có thể gặp Ngài. Đó. Điều đó có nghĩa là có những lúc chúng ta sẽ mất cơ hội gặp Chúa. Cho nên ngay lúc này là thời kỳ ân điển, Thánh Linh còn ở nơi đây giúp chúng ta biết Chúa. Hãy tìm kiếm Ngài. Đến bất chợt khi chúng ta cần thì không có nữa. Và chúng ta tìm kiếm Chúa không phải chỉ là vì Ngài là sự sống đâu anh chị em. Không chỉ cái đó, đó là đúng là như vậy. Nhưng chúng ta còn tìm kiếm Chúa bởi vì chúng ta cần Ngài cho cái sự tự do của mình. Tất cả chúng ta đang sống trong những cái điều trói buộc, nô lệ, nặng nề bởi nhiều thứ. Và đó là lý do chính yếu mà chúng ta cần gặp Chúa. Câu số 7 thì bảo như sao? Muốn tìm Ngài thì phải bỏ những sự gian ác đi. Những người bất nghĩa phải bỏ cái ý tưởng của mình đi để quay trở lại với Chúa. Đó là điều kiện. Đó là điều kiện. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới phải nói thật sự là đầy những cái quyền lực tối tăm đang trói buộc con người trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác. Về mặt thân thể, về mặt linh hồn, về mặt đối kiểu, và khiến con người trở thành nô lệ cho Satan. Và đây là một lời chứng để nói cái thực trạng đó anh chị. Tôi đọc anh chị nghe nha. Con đây, con là người từng được giải cứu khỏi linh dâm dục và đồng tính. Con chào mục sư quý, trương quý. Chúa ban phước cho hội thánh, mục vụ và gia đình mục sư. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã luôn kiên nhẫn, yêu thương với con và đã giải phóng con khỏi xiềng xích này. Nhưng trước đó thì con không được như vậy. Con vốn là một người yếu đuối và dễ khóc, cảm xúc thất thường, lại luôn tự cô lập mình và cả không cảm thấy, luôn cảm thấy mình bị khước từ, không được để ý trong những mối quan hệ từ gia đình, bạn bè, thầy cô vân vân. Chính điều đó đã khiến cho sự nghiện ngập phim ảnh đồi trụy cùng với sự mê tín của con ngày càng tăng. Nó đi vào đời sống con từ khi con còn rất nhỏ. Trước khi tin Chúa, con nhiều lần đã tự hành hạ rủa xả mình, nổi loạn và có những ý định tự tử. Vào năm cấp 2, con từng nghe về Chúa nhưng không biết về sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng điều đó đã gieo hạt giống trong lòng con. Rồi qua nhiều biến cố thì con đã được gặp Ngài và tin nhận Chúa Giêsu trong lòng, trong căn phòng trọ của mình qua bài giảng trên mạng. Đó là cuối năm ngoái. Dần dần biểu hiện của con bị quỷ ám càng rõ hơn trong cuộc sống của con. Lúc đó con chưa biết mình bị.
luôn bị tấn công bởi những suy nghĩ ô uế dâm dục với bất kỳ người nam hay đôi khi là cả người nữ nữa. Trước khi tin con cũng bị, nhưng lúc này thì nó nặng hơn. Đi xe thì như bị che mắt, suýt tông trúng người ta. Cơ thể thì càng ngày càng nặng nề và khó ngủ, căng thẳng. Trước đó sức khỏe con cũng không bền và cũng hay nhức đầu, nặng đầu. Cơn thèm ăn tăng lên, như có cái gì đó ép phải ăn. Cứ đến kỳ kinh nguyệt thì có vật gì như dao nhọn sắc cứa vào người cho chảy máu. Có lần con suýt bị kim ở bàn máy khâu rơi trúng. Nhiều lần suýt bị tông, đọc kinh thánh thì buồn ngủ, làm việc gì cũng nhanh mất sức và cứ bị quấy rối. Vài tháng sau, Chúa cho con biết mình thật sự bị quỷ ám. Nhưng con chỉ tập tành bắt chước cầu nguyện theo và học cách tha thứ kiêng ăn thì ma quỷ nó cũng có ói ra, nhưng dấu hiệu như trên cũng dần dần biến, nhưng vẫn cái gốc rễ vẫn chưa bị bứt ra sau khi con biết có kẻ mạnh sức sống trong con. Trong suốt hơn nửa năm con nghe nhiều bài giảng về Chúa chữa lành giải cứu, cũng từng được cầu nguyện nhưng không hết. Nhiều lúc con như trong thời kỳ đồng vắng khô khan, không cảm nhận được Chúa và bị chèn ép kinh khủng. Satan lúc đó ép con bỏ cuộc và chối Chúa. Nó nói vì Chúa không muốn chữa lành cho mày nữa. Con đi nhà thờ, dù bên ngoài thì trông bình thường, nhưng khi con nghe giảng và hát tôn vinh Chúa thì trong đầu đầy những suy nghĩ dâm dục ô uế phạm thượng. Cơ thể thì cố áp chế cơn uốn éo co giật. Lúc đầu, thì lúc nào cũng cầu nguyện, nhưng cũng như bị tay nó kéo ra sau. Đối với một người mới tin Chúa, lời chưa vững, nền tảng cũng nhiều lỗ hổng, không ai chỉ dẫn. Con nên đi đâu, làm gì để chấm dứt tình trạng này? Trong thời gian đó, mọi cánh cửa dường như đã đóng lại với con. Cuộc chiến luôn trong thế giằng co, tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng Chúa vẫn luôn khích lệ, ban phước và dẫn lối cho con. Cho đến bây giờ, việc kết nối với hội thánh nhà muôn dân chưa bao giờ là điều nằm trong kế hoạch của con. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài thôi thúc con làm điều này, và điều đó đã không khiến con thất vọng. Một điều cuối cùng, khi con được chấm dứt cầu nguyện thì mục sư có đặt tay lên đầu con và nói rằng Chúa đã chữa lành, con đã được tự do. Con thực sự cảm thấy rất ấm áp và được an ủi, cảm giác như như một người cha với con gái của mình vậy. Con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương và luôn ở bên con mọi lúc. Ngài đã giải phóng con khỏi ma quỷ, cho con được tự do. Con cũng cảm ơn mục sư và các anh chị em trong hội thánh đã cầu nguyện giúp con rất nhiều. Xin Chúa ban phước và thêm ơn cho hội thánh nhà muôn dân. Đấy anh chị em, thật sự đây là một câu chuyện rất điển hình trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Có những tội ác kinh khủng đang xiềng xích con người. Những gì mà mình thấy bằng mắt thường chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Còn thế giới tối tăm thì nó đang hành hạ con người mà đôi khi không ai nhìn thấy được. Cho đến khi mình nhìn thấy một người tự nhiên nhảy lầu tự sát, tự nhiên lao vào xe lửa, lao vào ô tô, tự nhiên phải bị điều này điều kia, mình hỏi tại sao như thế. Nhưng thật sự tội ác đã xúi dục nó, bắt họ bị cầm tù nô lệ cho đến khi họ được Chúa Giêsu giải phóng. Anh chị em thấy không ạ? Nên tôi nói lại một lần nữa là chính xác 100% là Chúa Giêsu đến thế giới này để hủy phá công việc của ma quỷ. Còn ai muốn nói gì thì nói, nhưng đó là sự thật. Một hội thánh tin Chúa Giêsu là một hội thánh phá hủy công việc của ma quỷ. Amen. Một con người làm môn đồ của Chúa Giêsu là một con người sẽ phá vỡ xiềng xích của ma quỷ trên người khác. Còn ai muốn nói gì thì nói. Amen chị em. Đó là nhiệm vụ chính của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới đổ vỡ, đầy tội ác, và con người thật sự là những nô lệ cho Satan. Đây là lý do chính khiến cho mỗi một chúng ta tìm kiếm Chúa và khuyên nhủ người khác hãy tìm kiếm Chúa. Không chỉ vì Ngài là nguồn sự sống, nhưng Ngài là đấng giải cứu, Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng phục hồi. Ai đến với Ngài không thất vọng bao giờ, ai tin cậy Ngài không mất phần thưởng bao giờ. Ngài không dập tắt ngọn đèn gần tàn, không bẻ gãy cây sậy sắp gãy. Tất cả mọi người, dù mình ở trong tình trạng nào, đến với Chúa Giêsu đều được đón nhận và nâng đỡ. Đó là Chúa của chúng ta. Thế giới này cần Chúa Giêsu. Ngài là giải pháp
Và tôi nghĩ rằng ngoài Chúa Giê-xu ra, không có giải pháp cho thế giới hôm nay. Không có. Tất cả con người đi lân quanh tìm kiếm, nhưng rồi không bao giờ thoát ra được. Đó là sự thật đó anh chị. Đó là sự thật 100%. Cho nên tôi khích lại ông bạn chị em ở đây, cũng như những người trên live stream, những ai chưa biết, chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu, hãy mở lòng với Ngài. Hãy đến nơi Ngài. Ngài có giải pháp cho cuộc đời của chúng ta. Amen chứ. Đó. Nói về sự tìm kiếm Chúa đó, thì thực sự nó là một cái đề tài rất là hấp dẫn. Đó. Rất hấp dẫn. Nó hấp dẫn bởi vì nó lạ. Nó hấp dẫn bởi vì ít người biết, ít người tìm, ít người chia sẻ. Thế giới hôm nay khi chúng ta đọc trên truyền thông, chúng ta thấy người ta tìm nhiều thứ, rất là phổ biến. Tìm tiền, tìm bạc, tìm nghề nghiệp, tìm bạn đời, tìm thú vui, tìm nơi đi du lịch, tìm nơi nghỉ dưỡng, tìm đất để mua, tìm nhà để buôn, tìm gì đó, đủ thứ loại tìm. Tìm kim cương, tìm vàng, không ạ? Nhưng trên truyền thông, tôi đố anh chị em thấy có bài nào là có người đi tìm Chúa. Đúng không ạ? Không có một cái bài nào viết là ô, hôm nay ở châu Phi có 5 người đi tìm Chúa. Không có. Hay là ở Việt Nam có một đoàn đi tìm Chúa. Không có. Không ai viết hết. Cho nên đây tôi gọi là một điều hiếm và bí mật. Một điều mà chỉ dành cho những người được chọn, được lựa của Đức Chúa Trời. Những người mà Đức Chúa Trời đã nhìn thấy từ trước khi sáng thế. Ngài đặt vào lòng họ một xu hướng để tìm những điều thiêng liêng. Cho nên tôi nói ông bạn chị em ngồi đây với tôi là những người được phước, những người đặc biệt, những người đi tìm cái điều mà không ai biết để mà tìm. Không ạ? À? Và nó quý lắm. Nó quý vô cùng. Quý vô cùng. Người ta sẽ không bao giờ đi tìm cái gì mà người ta không cần. Cho nên khi có người ta được Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh thức tỉnh, người ta tự nhiên thấy rằng mình cần Đức Chúa Trời. Thức tỉnh mới cần. Còn đang say men trong thế giới thì không ai cần Chúa. Say mà. Anh em đưa thử cho ông một cái ông say rượu, một cục vàng, ông sẽ nói sao? Mày quấy rầy tao, đưa rượu tao uống, đưa vàng tao làm gì? Phải không ạ? Đó, ông say mà. Nó cần những thứ trong thế gian. Còn những người tỉnh thì cần Đức Chúa Trời. À, cho nên lời Chúa nói hãy thức dậy từ trong người chết, hãy vung dậy từ trong những kẻ chết, thì Đức Chúa Trời sẽ chói sáng, chiếu sáng người. Đó là lời của Chúa. Cảm ơn Chúa về những điều này anh chị. Cho nên nói về tìm Chúa đó, thì có rất nhiều điều để chúng ta học. Và buổi sáng hôm nay tôi cũng cùng với anh chị em học về một câu chuyện của một người tìm Chúa, để chúng ta biết một vài cái điều ở đây anh chị em ha. À, câu chuyện trong Dân chương 3, à, rất là quen thuộc, nhưng tôi nghĩ là có nhiều điều để chúng ta học buổi sáng hôm nay. Đây, tôi đọc anh chị em nghe. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. À, ông này tên là Nicodem, ông là người Pharisee, và Kinh Thánh chép là ông là một trong những người cai trị dân Giuđa. Có nghĩa là gì anh chứ? Tiền ông không thiếu, quyền lực ông không thiếu, danh vọng ông không thiếu. Nhưng cái điều ông thiếu, mặc dù ông là ở trong tôn giáo, ông là người Pharisee, học Kinh Thánh thuộc lòng từ bé, nhưng cái điều ông thiếu là ông chưa biết thật sự Đức Chúa Trời là ai. Anh em thấy lạ không? Không biết. Vì vậy ban đêm ông mới tìm đến với Chúa Giê-xu. Vì ban ngày ông nhìn thấy Chúa Giê-xu làm những việc quá quyền năng. Ông biết là ồ, cái này là mình phải đến gặp con người này để tìm Chúa. Cho nên ban đêm ông mới đến. Anh em biết sao mà ban đêm ông mới đến không? Vì ông sợ đến ban ngày người ta sẽ chụp hình ông đăng lên Facebook, cho nên ông đến ban đêm. Đúng không ạ? Ban ngày chụp hình đăng lên Facebook rồi người ta thấy ôi ông này đến với Chúa Giê-xu, không được rồi. Không được.
tại sao lại đến với Chúa Giêsu? Chụp hình đăng Facebook, đăng YouTube, đăng TikTok rồi xong, tất cả sự nghiệp tan tành hết. Cho nên ban đêm ông mới đến. Đó, lý do đơn giản vậy thôi. Ban đêm ông mò đến, ông mới hỏi. Ông đến với Chúa và ông hỏi một cái câu rất là xác quyết. Ông nói là: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Ông khẳng định một chân lý tham gia. Nhưng mà lạ lắm nha, ngày hôm nay có một số người dạy rằng, những giáo sư thời hiện đại dạy rằng, cái người nào mà làm được phép lạ đó là quỷ ở cùng. giáo sư Kinh Thánh thời xưa thì họ nói rằng là người nào mà làm được phép lạ là Đức Chúa Trời ở cùng. Còn giáo sư thời hiện đại ngày nay đó, họ nói người nào làm phép lạ thì quỷ ở cùng, coi chừng. Nên tôi đọc cái câu này tôi nói công nhận mấy giáo sư thời hôm nay đúng là quá thông minh hơn cả Nicodem luôn. Thế nên mình qua cái câu chuyện hai câu đầu này mình thấy à, mình thấy rõ ràng có những điều mình học được từ vị giáo sư Pharisee tên là Nicodem này. Cái điều đầu tiên mà mình học được ở ông ấy, mặc dù ông chưa hoàn hảo, nhưng mà ít nhất ông đã bước ra khỏi cộng đồng của ông để tìm Chúa Giêsu. Đó là cái đầu tiên. Tôi nghĩ cái thời mà ông sống, không phải có một mình ông là người Pharisee, có hàng ngàn người Pharisee, có hàng trăm hàng chục ngàn người Pharisee, và những con người đó luôn đi xung quanh Chúa Giêsu. Mỗi ngày Chúa Giêsu đi đâu họ đi theo đó, để họ coi làm phép lạ, xem có kiện cáo gì không được thì kiện. Đó, Pharisee đấy. Nhưng trong hàng ngàn con người này có một con người được thức tỉnh. Được thức tỉnh. Ông thức tỉnh bởi vì ông thấy hình như niềm tin của ông có gì đó sai sai. Ông thức tỉnh bởi vì ông thấy rằng những việc ông làm, những điều ông học, nó chỉ nằm trong cái đầu, cho nó chưa có chạm được đến cái tấm lòng của những con người mà Chúa Giêsu đã làm. Ông chưa thấy bài giảng của ông khiến cho những người đĩ đếm phải khóc lóc ăn năn. Ông chưa thấy lời của ông giảng ra khiến cho người què được đi, người mù được thấy. Ông chưa thấy bài giảng Kinh Thánh của ông nào làm cho những người chết sống lại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu làm được? Ông thức tỉnh. Ông đã thức tỉnh. Tôi không hiểu ngày hôm nay có giáo sư nào thức tỉnh không, nhưng chúng ta phải học Nicodem để thức tỉnh. Tôi cũng đọc Kinh Thánh, anh cũng đọc Kinh Thánh, nhưng sao lời của tôi khác lời của người kia? Sao bài giảng của người kia thì chữa lành đủ quỷ, giúp đỡ, giải cứu người khác, còn bài giảng của tôi thì họ nhắm mắt, họ lướt Facebook ở dưới. Có người là ngủ rồi chảy cả nước miếng trên ghế luôn. Tại sao? Tại sao? Và chính cái điều đó khiến cho chúng ta thức tỉnh. Chúng ta phải nhìn lại chính mình. Đó là bài học đầu tiên mà chúng ta học được ở Nicodem, một con người đặc biệt trong những người Pharisee thời bây giờ. Ông biết ông thiếu, ông biết ông cần một Đức Chúa Trời thật sự, ông biết ông phải cần tìm hiểu làm thế nào để Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của ông như chính Ngài đã hành động qua Chúa Giêsu. Và ban đêm ông đến. Ông hỏi. Khi ông hỏi thì ông khẳng định luôn: tôi biết Thầy là đến từ Đức Chúa Trời, vì tôi thấy phép lạ Thầy làm. Ông đến với một niềm tin, ông đến với một sự nhìn nhận, ông đến với một sự tôn trọng. Đây là bài học thứ hai. Anh chị em có muốn nhận được điều gì từ người của Chúa không? Muốn phải không? Hãy tin rằng người đó đến từ Chúa.
hãy tôn trọng người đó, hãy khiêm nhường học hỏi người đó. Anh em chứ, ông này là giáo sư, trong khi Chúa Giêsu là một chàng thanh niên tuổi 30. Anh em phải nhìn cái bối cảnh. Thời hôm nay đó, nó hiếm những tấm gương này lắm, hiếm lắm. Tại vì sự kiêu căng khiến cho chúng ta mù lòa. Sự kiêu căng khiến cho chúng ta mù lòa. Bằng cấp khiến cho chúng ta mù lòa. Địa vị tôn giáo khiến cho chúng ta mù lòa. Danh vọng quyền lực tôn giáo khiến cho chúng ta mù lòa. Cho nên nếu tìm được một người hạ mình để học hỏi những người từ Đức Chúa Trời thì thật sự là một điều phước hạnh cho hội thánh ngày nay. Amen chị em. Đây là bài học mà chúng ta thấy người khiêm nhường luôn sẽ được học hỏi. Và ông đã đến, ông đã hỏi. Và tôi tin rằng Chúa Giêsu nhìn thấy tấm lòng của ông. Tôi chưa thấy Chúa Giêsu dành trọn cả một chương để nói chuyện với người Pharisee nào cả. Mà tôi cũng chưa thấy Chúa Giêsu giải thích những lễ mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời cho người Pharisee nào cả. Mấy ông Pharisee đến thì Chúa Giêsu nói là đồ khốn, cái đồ mồ mả tô trắng, bên trong xương cốt thối quá. Chúa luôn nói vậy thôi. Đâu có mấy ông Pharisee đến, Chúa luôn nói cái đồ rắn lục kia ai dạy các ngươi đến đây? Đó ông Giăng Báp-tít nói. Nhưng mà riêng ông Nicodem này, Chúa ngồi với ông có lẽ trọn đêm. Bởi vì sao? Chúa biết ông này khiêm nhường. Anh chị em ơi, muốn học hỏi từ Chúa phải khiêm nhường. Đó là chìa khóa. Chúng ta không biết đủ như mình nghĩ đâu. Người nào nghĩ mình biết thì thật ra chưa biết gì. Phải học hỏi liên tục. Chúa chúng ta là vô tận. Học hỏi nơi lời Ngài, học hỏi nơi những người đi trước, học hỏi nơi những người được ơn, học hỏi bất kể tuổi tác, bất kể vai vế xã hội. Hãy học hỏi những điều tốt nơi anh em mình. Amen chứ. Đó là khiêm nhường. Cho nên qua bài học này đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ dấy lên trong chúng ta một lòng khiêm nhường để học hỏi lẫn nhau. Học hỏi lẫn nhau. Cái điều này tôi thấy nó rất thiếu trong hội thánh hiện đại. Rất thiếu. Nhất là những người làm những chức vụ tôn giáo địa vị có tuổi một tí. Có địa vị học vị một tí là thôi xong là tôi biết tuốt tuốt luốt rồi. Khỏi. À khỏi. Học hỏi vậy đó. Cái đây là thiếu sót. Nhiều người. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều Nicodem trong vòng chúng ta. Có rất nhiều Nicodem. Rất nhiều Nicodem. À mình học hỏi. Và tôi khích là hội thánh hãy bắt chước ông. Và khi ông đến ông hỏi câu đó thì Chúa Giêsu bắt đầu trả lời cho ông. Đúng không ạ? Chúa Giêsu trả lời cho ông. Chúa nói như sao? Câu số 3. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Cái ngày xưa tôi đọc cái câu này nè, tôi mới nói Chúa sao Chúa trả lời sao mà nó trớt quớt, nó trái quê, nó không ăn nhập gì đến cái câu hỏi của ông Nicodem vậy Chúa. Ông này ông mới hỏi là, ông hỏi là: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ thầy làm, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được gì. Đấy, đang nói về quyền năng phép lạ mà sao Chúa nói về sự tái sanh chứ vậy ở đây, sao mà nó hơi trái trái. Cho nên ông Nicodem ông không hiểu là đúng rồi. Mình đọc mình còn chưa hiểu, huống chi là cái ông này. Phải không? Không hiểu. Thì Chúa mới nói là nếu một người không được tái sanh, sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích cái câu kinh thánh tuyệt vời này để mình biết được nguồn cơn của mọi phép lạ, nguồn cơn của mọi quyền năng nó đến từ đâu. Qua một lời rất ngắn ngủi này và sâu nhiệm này của Chúa Giêsu.
Trong cái thời đó đó anh chị em, cái thời mà Chúa Giê-xu đang còn giảng dạy đó, chưa một người nào thực sự hiểu rằng tái sanh là cái gì. Không có ai hiểu đó, mà cũng không ai biết. Cho nên không ngạc nhiên khi ông Ni-cô-đêm ông mới nghe câu đó và ông nói: cái người già rồi mà sao sinh lại sao được? Không lẽ bây giờ tôi thu nhỏ xíu lại bằng ngón tay, tôi chui lại vô lòng mẹ rồi tôi lại đẻ ra một lần nữa sao? Khó hiểu quá Chúa. Thôi, khó hiểu quá. Cho nên Chúa Giê-xu đang nói về những điều siêu hình, những điều thiêng liêng, những điều thuộc linh, những điều mà tâm trí của người bình thường không thể nào hiểu được. Chúa Giê-xu ngụ ý muốn nói rằng: ông Ni-cô-đêm à, ông có biết nguồn gốc của những phép lạ mà tôi làm không? Ông có biết tại sao Đức Chúa Trời ở cùng và hành động trong tôi, qua tôi không? Bởi vì tôi đến từ Đức Chúa Trời. Tôi là một con người từ trời. Tôi không ra từ đất. Tôi không sinh ra bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người. Tôi sinh ra bởi ý trời. Tôi đến từ trời. Cho nên Đức Chúa Trời ở trong tôi và hành động qua tôi. Và nếu như muốn có những phép lạ đó, thì điều đầu tiên mà ông cần là ông cũng phải sinh lại như tôi, giống bản chất như tôi. Không phải sinh lại như tôi mà giống bản chất như tôi. Và sứ đồ dân đã giải thích cái này trong dân chương 1 câu 12. Anh em đọc sẽ thấy phải không ạ? Đọc sẽ thấy câu 12 đó. Nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là những kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, chẳng bởi tình dục, chẳng bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Đó đó anh chị em. Đó đó. Cái này là chìa khóa. Cái này là bí quyết của tất cả những gì mà Ni-cô-đêm đã thấy trên cuộc đời của Chúa Giê-xu. Một người muốn vận hành trong vương quốc Đức Chúa Trời phải được sinh lại. Phải được sinh lại. Vậy thì cái sự sinh lại này nó có nghĩa là gì? Sự sinh lại này nó có nghĩa là trước chúng ta là người xác thịt, bây giờ chúng ta là thể thiêng liêng, thể thuộc linh, thể thiêng liêng. Xác thịt sinh ra xác thịt, nhưng thánh linh thì sinh ra thần, sinh ra linh. Tôi và bạn thêm hiện nay nếu đã được tái sanh thì không phải là người như ngày xưa đâu. Bản chất đã thay đổi rồi. Mặc dù chúng ta vẫn ở trong cái thân xác này, nhưng bản chất chúng ta đã thay đổi. Chúng ta được sinh lại từ trên cao. Từ trời đã định hình, từ trời đã ghi danh, từ trời đã công nhận mình có sổ sách đàng hoàng là công dân của vương quốc thiên đàng. Ngay khi anh em tiếp nhận Chúa Giê-xu thì anh chị em có một sổ hộ khẩu trên thiên đàng, được ghi danh. Đây là sự khác biệt, khác biệt hoàn toàn. Và người sinh ra từ trên cao thì được sinh ra bởi thẩm quyền, sinh ra bởi năng lực, sinh ra bởi quyền phép, và được gọi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao những người con cái thật của Chúa có thể làm được những phép lạ, có thể chữa lành, có thể đủ quỷ, có thể chúc phước, có thể khiến cho trời mưa phải ngưng, trời nắng phải thôi, khiến cho tất cả mọi sự suy phục. Bởi vì con cái của Chúa được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Có thể nhiều người nói: sao mà mục sư cứ nói đi nói lại cái sự tái sinh này chi vậy? Tôi nói với anh chị em, tại vì sự tái sinh nó rất rất quan trọng. Nếu anh chị em chưa được tái sanh thì mọi bài giảng anh chị em nghe có giá trị bằng không. Nếu anh chị em chưa được tái sanh, mọi phép lạ anh chị em nhận có giá trị bằng không. Tất cả những gì chúng ta sở hữu trên đời này, học hỏi được trên đời này, thu thập trên đời này,
mà chưa có sự tái sanh, tất cả đều vô giá trị, không có một giá trị gì. Kể cả những thành tích tôn giáo, những hoạt động tôn giáo, những nhìn nhận tôn giáo của chúng ta, không có một giá trị gì. Vì chính sự tái sanh khiến cho anh em được ghi tên trong thiên đàng. Anh chị em ơi, nếu không có sự tái sanh, mọi nỗ lực của chúng ta để tìm kiếm Chúa là vô ích. Không bao giờ anh chị em biết Chúa đâu. Cho nên không lạ gì ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều những lời chứng qua buổi Zoom của Hội Thánh Nhà Muôn Dân, qua những buổi thứ tư, qua những email. Họ nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi đã đi theo Chúa 30 năm nay, 22 năm nay, 25 năm nay, nhưng hôm nay tôi mới biết Chúa là ai. Anh em thấy không? Họ đi 30 năm nhưng họ chưa được sinh ra. Chưa được sinh ra. Họ đi 20 năm nhưng chưa được tái sanh. Đây là một thực trạng rất là đáng báo động trong nhiều hội thánh mà tôi gọi là hội thánh đuổi rồi đó. Đuổi rồi có nghĩa là vô im phăng phát như này, không có một cái gì nhúc nhích, đời sống không một cái gì nhúc nhích, chỉ làm con chiên ngon đạo đúng một tiếng rưỡi đồng hồ ngày Chủ nhật thôi, còn ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ này thì như ác quỷ ngồi kia, cũng nói tục chữ bậy, ăn nhậu hút hít, đánh đập chửi bới, không thiếu một thứ gì. Anh chị em ơi, hãy cẩn thận với linh hồn của mình. Vì Chúa Giêsu nếu nói rằng nếu một người không sanh lại, chưa được sanh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa. Cho nên tôi khẳng định với chúng ta, nếu chúng ta chưa sanh lại, thì tất cả mọi hoạt động của chúng ta chỉ là ảo ảnh mà thôi, không có một giá trị gì. Buổi sáng nay tôi nhấn mạnh điều này, nhấn mạnh một lần nữa điều này, là mỗi một chúng ta phải biết cho chắc rằng mình đã được tái sinh. Mình được sinh ra từ trên cao, mình sinh ra từ nơi Cha sáng láng, thì chắc chắn mình phải sống chỗ sáng láng. Mà mình sống chỗ sáng láng thì không có chỗ cho sự tối tăm. Anh chàng amen với điều đó không? Amen. Rất dễ kiểm tra thôi. Nếu chúng ta nói mình đã được sinh lại mà vẫn thấy mình ở chỗ tối tăm, thì đó là tự mình lừa dối mình đó thôi. Cho dù ai đó khẳng định, cho dù ai đó đưa cho anh em một cái gọi là biên nhận đã làm báp tem nước, thì biên nhận này cũng không thể nào là cái vé để bước vô thiên đàng được. Không giá trị gì. Cái biên nhận mà Chúa nhìn nhận, Chúa chấp nhận, đó là Đức Thánh Linh phải có mặt trong lòng của anh chị em. Đức Thánh Linh phải sinh anh chị em lại và ngự bên trong. Và bằng chứng của sự Thánh Linh ngự bên trong là đời sống anh chị em được thấy ở chỗ sáng láng. Mắt anh chị em mở ra và anh chị em thấy vương quốc Đức Chúa Trời theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Sứ đồ Phaolô định nghĩa rất rõ ràng. Vương quốc Đức Chúa Trời là tại ở sự công bình, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh. Từ ngày anh chị em tin Chúa, anh chị em có thấy mình biến đổi trở thành một người công bình không? Có thấy thực sự những việc làm gian ác của mình đã được rũ bỏ không? Có thấy rằng lời nói suy nghĩ của mình đã trở nên càng ngày càng phù hợp với lời của Đức Chúa Trời không? Nếu thấy thì tôi chúc mừng anh chị em. Còn nếu chưa thấy thì phải được sinh lại. Từ ngày chúng ta tin Chúa, chúng ta có thực sự kinh nghiệm sự bình an siêu nhiên bên trong không? Có kinh nghiệm sự vui vẻ, vui mừng bên trong không? Đó là bằng chứng anh chị em đã kinh nghiệm thiên đàng. Tôi gọi là kinh nghiệm nếm trải thiên đàng. Còn Chúa Giêsu nói ở đây là một người không sinh lại thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Thấy này là đúng nghĩa đen luôn nha, không phải nói bóng đâu.
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ bắt đầu biết vương quốc Đức Chúa Trời là gì. Tôi sẽ nói cho anh chị em biết vương quốc Đức Chúa Trời là gì mà Chúa Giê-xu nói ở đây. Chúng ta nhìn vào công việc của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ thấy được bản chất của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đi đến đâu, người bệnh được lành ở đó, đúng không anh chị em? Chúa Giê-xu đi đến chỗ nào, quỷ ma la hét bỏ chạy chỗ đó, đúng không anh chị em? Chúa Giê-xu đi đến đâu thì những người tội lỗi ăn năn khóc lóc trở lại với Đức Chúa Trời đến đó. Chúa Giê-xu bước vào nhà nào, người chết ở đó sống lại, đúng không anh chị em? Tôi gọi đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta chỉ thấy phần lớn vương quốc Sa-tan thôi. Chúng ta đi đến đâu chúng ta thấy dâm ô trụy lạc đến đó. Chúng ta đi đến đâu chúng ta thấy tham lam chiến tranh giết người lừa lọc đến đó. Chúng ta đi đến chỗ nào chúng ta thấy bệnh tật đau đớn chết chóc đến đó. Tôi gọi đó là vương quốc của Sa-tan. Vương quốc Sa-tan đấy. Người ta nhiều khi không để ý, người ta bị tẩy não vào mặt tôn giáo, cho nên người ta nghĩ vương quốc thiên đàng là cái gì đó, chắc là sáng rồi chiếu rồi đèn chớp chớp chớp, vẽ trong đầu thế, đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa với anh chị em, mình đọc Kinh Thánh mình sẽ thấy Chúa Giê-xu nói rất rõ, nếu ta dùng ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì vương quốc thiên đàng đã đến với các người rồi. Anh em nhớ câu Kinh Thánh đó không? Cho nên khi ở chỗ nào mà quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành, chỗ nào mà quyền năng của Đức Thánh Linh giải phóng người ta, giải cứu người ta, chữa lành người ta, khiến người ta được phước, được tự do, được vui mừng, được bình an, được nhảy múa, ở đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Cho nên cái ngày xưa đó, tôi đọc cái câu Kinh Thánh này, như nãy tôi nói, tôi không hiểu sao mà Chúa Giê-xu lại trả lời cái ông Ni-cô-đem như vậy. Nhưng sau này tôi suy nghĩ kỹ lại, tôi nói Chúa trả lời quá chính xác. Chúa nói rằng nếu các ngươi không sinh lại thì các ngươi không thể thấy và kinh nghiệm được phép lạ đâu. Không thể thấy và kinh nghiệm được quyền năng của vương quốc Đức Chúa Trời hành động như thế nào đâu. Phải sinh lại mới kinh nghiệm được điều này. Phải sinh lại mới vận hành được điều này. Phải sinh lại anh chị em mới có thể đem cái điều này giúp đỡ người khác. Còn nếu không sinh lại thì thực tế mình vẫn ở trong vương quốc của tôi tầm. Đây là ý nghĩa lời của Chúa nói. Cho nên anh chị em, chính sự sinh lại là chìa khóa, là cánh cửa để cho chúng ta bước vào một đời sống siêu nhiên với Đức Chúa Trời. Có thể ngày hôm qua anh chị em là một người nô lệ của Sa-tan với rất nhiều áp bức như là bệnh tật, đau yếu, trói buộc, tội lỗi, nghiện ngập và nhiều điều tồi tệ khác. Một con người mà ai nhìn cũng thấy ớn, không ai muốn tiếp cận, không ai muốn nói chuyện, không ai muốn liên quan. Nhưng sau khi anh em được tái sanh, anh em bước qua một thế giới khác, Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể vận hành qua anh chị em với những phép lạ đầy quyền năng. Đó là điều bí mật mà chính Chúa Giê-xu đã bộc lộ cho giáo sư Ni-cô-đem. Em thấy không ạ? Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi ông Ni-cô-đem ông thắc mắc làm sao mà già rồi, làm sao sinh lại, thì Chúa trong câu 5 Chúa đáp: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta nói cùng với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Anh em thấy không ạ? Đây là một điều siêu nhiên xảy ra bên trong lòng của người tiếp nhận Chúa Giê-xu. Khi một người thực lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì có một điều gì đó chuyển động bên trong, và Đức Thánh Linh ngự vào bên trong, biến bản chất của con người đó trở thành một người thiêng liêng,
một người thiêng liêng nhận được thẩm quyền từ trên cao để sống một đời sống đắc thắng. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay đó không biết cái thẩm quyền này. Cho nên cái tâm trí cũ là cái tâm trí nô lệ mà Satan đã gieo vô. Có thể anh chị em sống 30 năm rồi, 50 năm rồi, 40 năm rồi trong cái tâm trí nô lệ đó. Cái tâm trí nô lệ đó nó vẽ một cái hình ảnh cuộc đời ở trong lòng của anh chị. Tôi là người đau bệnh triền miên ấy mà. Tôi đau từ đầu đến chân mà. Tôi là người nợ từ lúc lọt lòng mẹ đến nợ tận giờ chưa trả xong mà. Cho nên đừng có nói cái chuyện tôi dư dật. Tôi là người lúc nào cũng đổ vỡ mà. Tôi là người mà không ai yêu mến tôi được. Tôi không làm được một điều gì cho đời mà. Satan nó đã kịp vài năm, vài chục năm trong cuộc đời vẽ một hình ảnh rất rõ trong tâm trí anh chị. Tôi gọi đó là tâm trí của người nô lệ. Nhưng khi anh em được tái sanh rồi, nó có mất không? Tôi nghĩ là chưa mất. Nó vẫn còn. Cho nên rất nhiều con cái Chúa ngày hôm nay kêu la khóc lóc. Hội thánh là hội thánh kêu la khóc lóc. Anh em đến sẽ thấy. Nếu anh em không tin lời tôi, anh em làm một phóng viên âm thầm của Chúa đi. Bắt đầu đi điều tra các hội thánh, được không? Rồi về báo cáo kết quả cho tôi. Anh em đi điều tra thôi. Giả làm một phóng viên cơ đốc, tôi đi điều tra các hội thánh xem thử đời sống tinh thần của anh chị em như thế nào. Từ ngày anh chị em tin Chúa đến nay, anh chị em có còn gặp những rắc rối không? Anh chị em có còn phải đấu tranh với những điều này điều kia không? Anh chị em có đắc thắng không? Có điều gì khích lệ không? Anh chị em cứ đi làm cuộc điều tra đi. Rồi mình thống kê lại bao nhiêu những sự khóc lóc than vãn ở đó, bao nhiêu những lời kêu la ở đó, bao nhiêu những điều nói: ôi tôi tin Chúa thì tin, nhưng mà cuộc đời tôi vẫn chưa thoát được. Quỷ nó vẫn hành tôi mỗi ngày. Bệnh tật nó vẫn đeo cho tôi mỗi ngày. Nợ nần nó vẫn đeo tôi mỗi ngày. Gia đình tôi vẫn xung đột mỗi ngày. Con cái tôi vẫn hư hỏng. Tôi nhức đầu lắm một sư ơi. Đó là cái lời tôi thường nghe nhất. Còn anh chị em cứ đi điều tra đây rồi về báo cáo lại. Amen chưa? Tại sao có tình trạng này? Theo tôi đó, có tình trạng này trong nhiều hội thánh và con dân Chúa. Bởi vì con dân Chúa không được học biết rằng chính bản thân mình được sinh lại với thẩm quyền từ trên cao. Nhiều người chỉ đọc về mặt lý thuyết nhưng chưa áp dụng bao giờ. Nhiều người có thể được nghe về mặt lý thuyết nhưng chưa thấy nó hành động bao giờ, cho nên bán tín bán nghi. Hôm nay đó, tôi muốn nói với các hội thánh theo dõi trên livestream này cũng như tất cả anh em ngồi đây, tôi muốn hội thánh của chúng ta và hội thánh của nhiều hội thánh khác, chúng ta sẽ vận dụng thẩm quyền Chúa ban cho để chấm dứt tình trạng kêu la. Chấm dứt. Hội thánh phải là nơi ca hát vui mừng. Hội thánh phải là nơi nhảy múa. Hội thánh phải là nơi cảm ơn tôn vinh. Và để đi ra cứu những người kêu la ngồi kia. Đó là hội thánh. Đúng không anh chị em? Mà nếu muốn làm được điều đó, không phải chỉ một vài ngôi sao làm. Ý tôi muốn nói gì? Không phải chỉ một vài ngôi sao được dựng lên như là ông nọ ông kia. Không đâu. Chúa muốn 100% con dân của Chúa là ngôi sao của Ngài. 100% những người ngồi đây là những người tái sanh, là những người sống trong thẩm quyền từ trên cao, để đắc thắng ma quỷ, đắc thắng bệnh tật, đắc thắng khó khăn bắt bớ, tất cả mọi thứ đạp ở dưới chân. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn thấy. Chúa Giê-xu chỉ cho Ni-cô-đêm con đường để được Đức Chúa Trời vận hành cùng, con đường để được Đấng toàn năng đi cùng, con đường để được quyền năng từ trên cao hỗ trợ, lời mình nói ra có một quyền phép cặp theo. Đó là con đường tái sanh và nhận biết bản chất mới bên trong con người của mình. Nhận biết Thánh Linh của Chúa là thần của mọi thần, Chúa mọi Chúa đang ngự bên trong mình. Phải nhận biết điều đó. Đừng lý thuyết, đừng chỉ học ở trong cái trí này,
nhưng hãy cảm thụ bên trong tấm lòng. Và muốn được điều đó đó, tôi bày cho anh em một cách. Tôi bày cho anh em một cách. Nếu có một cái gì đó phải lớn lên, đúng không chị? Thì nó phải lớn lên từ từ. Nó lớn lên rất từ từ. Có bao giờ anh chị em thấy một con gà mới nở hôm qua mà hôm nay nó đã cục tác, nó đẻ trứng không? Có thấy không? Không. Không bao giờ thấy. Nếu có một cái gì phải lớn lên thì nguyên tắc là anh chị em nhớ giùm tôi, nó phải lớn lên từ từ, theo thời gian, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Cho nên cái bản chất và con người quyền năng bên trong anh em ấy, nếu nó phải lớn lên thì nó cũng sẽ lớn lên từ từ, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Và đến một ngày anh chị em chợt thấy nó đẻ trứng, một ngày chợt thấy nó kết quả. Anh em đọc câu chuyện về cái cây tre chưa? Đó, người ta nói câu chuyện cây tre đó, nó mất mấy năm đầu, 5 năm đầu, 3 năm đầu để nó lớn lên mỗi năm có 1 cm thôi. Cho nên người ta nhìn vào cái cây tre thấy sao mày chậm lớn này, coi cọc nó. Ở trên chỗ tôi có trồng cái một cái cây dây leo. Cây đó hình như cây su su hay cây gì tôi quên rồi. Tôi trồng xuống đó, không phải tôi trồng, bà xã tôi trồng mà đúng không? Bà lấy hai củ bà cắm xuống. Xong rồi nó mọc lên lê quê đâu bằng, nó đâu bằng cây tăm như thế này nè. Tôi mới nói sao mà nó có không lớn gì, nhỏ vứt đi cho rồi, đợi miết không thấy lớn gì. Mà đang cần cái vàng để nó phủ bóng mát như thế này rồi, đợi không thấy lớn. Thì bà xã tôi nói đừng có nóng, từ từ, cái gì cũng phải từ từ, đợi lớn thôi ạ. Đó, đó, thực tế đó là như thế. Và anh em ơi, đúng thiệt như vậy. Sau 3 tháng thì đúng một cái tôi mới thấy xong, mà một ngày nó lớn nhanh cực kỳ luôn. Bây giờ thì cái gốc nó như thế này rồi, mà lớn rất nhanh. Nhưng mà 3 tháng đầu nó không có lớn gì hết á. 3 tháng đầu nó cứ lê quê thế. À tôi hiểu rồi, nó cần thời gian để tích trữ, cắm sâu, cần thời gian để chuẩn bị, cần thời gian để bám rễ, cần thời gian để hình thành mọi cái điều bên trong nó. Khi nó đủ thời gian rồi, nó lớn một phát mà mình không thể nào kiềm chế được luôn. Cho nên tôi mới chia sẻ cho anh em bí quyết hôm nay. Con người thuộc linh quyền năng của chúng ta đó, nó không phải bất chợt mà trở thành quyền năng. Không, nó phải trải qua một quá trình chuẩn bị nuôi dưỡng mỗi ngày, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Có thể hôm nay anh chị em không thấy mình quyền năng gì cả, hôm nay không thấy mình có một cái gì như những ngôi sao sáng cả, nhưng thật sự nếu anh em nghiêm túc thì anh em đang nuôi dưỡng bộ rễ của anh chị em trong lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Cho nên nếu cần đức tin để mình lớn lên thì đức tin cũng được phát triển từ từ theo từng giai đoạn. Với một tấm lòng kiên định, với một đức tin xác quyết rằng mình là con của Chúa, con trai con gái của Chúa, mình cần được nuôi dưỡng bởi lời này, mình cần được đâm rễ trong lời này, mình cần được lớn lên trong lời này, mình cần được học cách vận hành trong lời này. Không phải là chuyện của một ngày một giờ. Tôi nhắc lại nguyên tắc thuộc linh nha anh chị em. Nếu có một điều gì đó cần lớn lên thì nguyên tắc của Đức Chúa Trời là nó phải lớn lên từ từ theo thời gian. Không thể có một người nào lọt ra khỏi lòng mẹ cái mặt cầm lê cà ravat luôn như tôi luôn. Không thể. Tôi đố anh chị em tìm được người nào, người nào mà vừa mới ra khỏi bệnh viện là thành bác sĩ luôn. Không. Anh em sinh lại, anh em được Đức Chúa Trời sinh lại, đó chưa phải là tất cả. Nó chỉ là một điểm nhỏ khởi đầu trong hành trình lớn lên với Chúa. Rất nhiều người không ý thức điều này. Rất nhiều con cái Chúa không ý thức được điều này. Cho nên họ đã bỏ bê con người được sinh lại của họ. Không nuôi dưỡng, không chăm sóc, không tưới nước,
không cho ăn, không bón phân, và nó trở nên còi cọc. Anh em ơi, đừng như vậy. Tôi đọc cho anh em nghe hai đoạn kinh thánh. Trong Phi-e-rơ nhất chương 2, câu 1 đến câu 5. Nè, tôi đọc anh chị em nghe. Em chú ý lắng nghe nha. Vậy nên, vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta lọi ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, nếu ta đặt tại Sion, nên này ta đặt tại Sion hòn đá gốc nhà đã được lựa chọn và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ tin thì đã là đá quý, nhưng cho kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây lọi ra bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho vấp pháp, đá làm cho vấp ngã. Anh em qua đoạn kinh thánh này mình học điều gì nè? Nếu thật sự chúng ta đã được tái sanh, hãy lập tức loại bỏ đời sống cũ, quay lưng với nó, hướng linh hồn mình vào lời của Đức Chúa Trời, ham mến lời này như trẻ con uống sữa vậy đó. Và Kinh Thánh chép bằng cách đó anh chị em được lớn lên và được rỗi linh hồn của mình. Anh em thấy chưa? Rỗi linh hồn của mình. Khi Phi-e-rơ viết những lời này, chúng ta học được một nguyên tắc gì? Rõ ràng giống như chúng ta vừa nói, nếu một điều gì đó cần lớn lên, nó phải lớn lên từ từ. Trẻ con nó uống sữa đúng không ạ? Rõ ràng là nó uống mỗi ngày, nhưng nó không lớn lên trong một ngày. Mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút. Nó học cách biết đi, biết nói, biết chạy, biết những kỹ năng, nhưng nó cần được nuôi dưỡng để lớn lên. Anh chị em là những người đã được tái sanh, tôi muốn anh chị em biết nguyên tắc này. Và gì? Cắm sâu đời sống mình vào lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Anh em đọc chậm rãi, đọc một cách chú ý tập trung, đọc lặp đi lặp lại, nghe tới nghe lui, mỗi ngày nghe, để linh hồn anh chị em được nuôi dưỡng. Đây là chỗ mà lý do tại sao khi nhiều con cái Chúa thiếu điều này, họ trở nên yếu ớt và trở thành những người kêu khóc trong hội thánh. Những ai thường kêu khóc trong hội thánh là những người ít đọc kinh thánh nhất. Và nếu có đọc thì cũng chỉ va loa thôi, mở kinh thánh ra rồi ngủ mất tiêu. Buồn ngủ quá. Mà mở cái gì ra nó không ngủ, mà cứ mở kinh thánh nó ngủ là vậy đấy chứ. Phải không? Cứ mở báo Tuổi Trẻ ra nó không ngủ, mở chuyện này chuyện kia ra nó không ngủ, mở Truyện Ma của Nguyễn Ngọc Ngạn không ngủ, nhưng mà mở kinh thánh là ngủ. Cho nên linh hồn nó đâu có được nuôi dưỡng. Và bằng cách đó gì? Nó kêu khóc, kêu la. Kêu la vì đói, kêu la vì yếu, kêu la vì bị hành hạ, kêu la vì bẩn, tiếp tục bị giết chết, bị cầm tù. Chúa kêu gọi chúng ta đến trên hòn đá sống là Chúa Giêsu. Và Chúa muốn thấy chúng ta trở thành những viên đá sống như Ngài, sống động như Ngài, lớn lên để xây lên nhà của Chúa qua lời của Đức Chúa Trời. Anh kinh nghiệm của tôi thấy, khi có thời giờ đó, anh chị em cứ để kinh thánh nó đọc, đọc mình nghe, rồi mình đọc tự mình nghe, người khác đọc mình nghe. Mình nghe hết các sách luật của Chúa, năm sách luật, nghe qua các sách văn thơ, nghe xong sách văn thơ rồi thì nghe qua các sách lịch sử, nghe xong các sách lịch sử rồi thì nghe qua các sách tiên tri, nghe xong các sách tiên tri rồi thì nghe qua các sách Tân Ước.
nghe qua các sách phúc âm, nghe qua các thư tín, mỗi ngày cứ đảo đi đảo lại như vậy để nó thấm nhuần những lời dạy, những nguyên tắc sống, những lời hứa của Chúa vào trong tâm linh của mình. Anh chị em biết tiên tri TV Joshua đã dạy mình cái điều gì không? Ông đã nói rằng khi một người nắm bắt lời Chúa và suy ngẫm thì lời đó thực sự đi vào trong tâm linh của họ. Còn nếu họ không suy ngẫm, họ không nghe đi nghe lại, họ không đọc đi đọc lại, họ không chú ý thì nó như là nước đổ đầu vịt thôi. Có bao giờ anh em kinh nghiệm là tôi vừa nghe kinh thánh nhưng mà tắt cái đài xong tôi không biết nó đang đọc cái gì? Có phải không ạ? Đó là tâm trí mình đi lang thang. Mình nghe nhưng mình không tập trung, giống như một người ăn mà chưa ăn, chỉ ngửi thôi chứ không ăn, và tâm linh đói khát, con người mình không có sức mạnh. Anh chị em ơi, tôi nhắc lại nguyên tắc, nếu có một điều gì đó phải lớn lên thì đó chính là con người thuộc linh của anh em, là đức tin của anh em. Nó phải lớn lên vì kinh thánh muốn nó lớn lên, thì nguyên tắc của Chúa là nó phải lớn lên từ từ mỗi ngày, không gấp được, không gấp được. Cho nên tôi rất nghi ngờ với những người như thế này anh chị em, những người là mặc dù tin Chúa nhưng mà không biết gì lời Chúa, không đọc gì kinh thánh, bao nhiêu năm cứ đi lang thang như vậy. Sau một ngày nào đó đến bệnh viện khám, nó dán cho một cục u tại chỗ này, xong rồi chạy đến với hội thánh nói một sư, tôi tin chắc chắn một điều, một sư nói một cái là bệnh này lành luôn. Tôi rất nghi ngờ cái đức tin đó. Đức tin này là đức tin sợ quá nó hóa ra tin thôi, chứ thật sự nó không có năng lực gì hết trơn. Rất nghi ngờ, rất nghi ngờ đức tin này. Cho nên chị em đừng để khi có năng đề rồi mới tin. Muộn rồi. Tôi nhắc lại, nếu một điều gì đó lớn lên, nó phải lớn lên từ từ và mỗi ngày. Amen anh chị em. Mỗi ngày. Không thể nào đúng một phát mình gặp năng đề bây giờ mình mới có đức tin. Có đâu. Cái đó là ảo tưởng. Đó không phải đức tin. Cái đó là tâm trí mình tin. Cái đó là mình tự nghĩ ra. Còn đức tin là một điều gì đó, nó phải được nuôi dưỡng từ từ mỗi ngày. Một chút, một chút, một chút. Nó đeo, nó bám vào một chút, chút, chút ở trong tâm linh. Nếu có một hình ảnh gì đó mà thật sống động để anh chị em hình dung được cách đức tin xây dựng trong con người bề trong của mình, thì tôi nghĩ rằng hình ảnh của một con chim yến nó xây tổ là dễ hiểu nhất. Anh chị em biết con chim yến nó xây tổ phải không ạ? Nó cho một cái vách đá trơn như thế này và nó bay lên đó, nó nhổ một tí nước bọt vô. Bắt đầu không thấy gì, không thấy một gì, chỉ là một cái màn ướt như vậy thôi. Nhưng mỗi ngày nó nhổ tiếng nước bọt vô, nhổ tiếng nước bọt vô. Và sau một tháng, sau nửa tháng, sau hai tháng, bắt đầu nó hình thành một cái ổ nhỏ nhỏ. Nước bọt đó nó vì một cái phản ứng hóa học nào đó với không khí, nó đóng lại thành một cái sợi yến mà chúng ta ăn ngày hôm nay. Chính là cái nước ở trong người của con yến đó, nó phun ra mỗi ngày một chút, một chút, một chút, cho đến khi nó thành một cái ổ như vậy và nó mới đẻ trứng vào. Rất lâu, rất lâu nha anh chị em mới thành được cái ổ như vậy. Thì đây là cách mà chúng ta xây dựng đức tin. Người khôn ngoan đó là người mà khi còn bình an, khi còn khỏe mạnh, khi còn điều kiện, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Có đúng anh chị em? Khi mình còn sức lực, còn hơi thở, còn đi lại, chân mình chưa đau, đầu gối mình chưa kêu lục cục, lưng mình vẫn thẳng được, mắt mình còn sáng, hãy đọc đi, hãy tìm kiếm đi, hãy kiên ăn, hãy cầu nguyện, hãy xây dựng đức tin đi. Chứ còn mai mốt mà tràn dịch khắp gối rồi thì căng rồi, đúng không? Mai mốt là tim nó đập loạn xạ rồi, hít thở không cũng mệt rồi, huống chi cầm này đọc, căng rồi. Hoặc là mai mốt nó cục nợ 2 tỷ nó dán lên đầu thôi, chứ còn đọc cái gì, thấy gì trong này nữa là đọc. Còn thấy giấy báo nợ không à. Mở kinh thánh ra, ôi mai trả nợ, mốt trả nợ, bữa kia trả nợ, thấy chữ gì đâu. Phải không anh chị em? Cho nên người khôn là người gì? Cần Chúa lúc bình an. Đó là người khôn. Người khôn là người cần Chúa lúc bình an để đời sống mình không bao giờ bất an. Đó là người khôn. Còn cái người không khôn á, là
đợi đến khi bất an mới cần Chúa. Mà lúc đó tìm Chúa sao mà nó xa vời vợi, khó vô cùng, thì phải kêu, phải khóc. Một câu kinh thánh nữa tôi đọc để khích lệ anh chị em trước khi mình kết thúc. Trong Gia-cơ chương 1 câu 19 đến câu 25, tôi đọc anh chị em nghe. Gia-cơ chương 1 câu 19 đến câu 25, chăm chú ý nghe lời Ngài nha. Lời Đức Chúa Trời cực kỳ quan trọng, và nó chính là thức ăn của chúng ta. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn anh em. Hãy nghe, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Tôi đọc lại câu quan trọng này: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có một kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Lời Chúa rất quan trọng anh chị em. Để tôi nói một chút về cái câu kinh thánh này, rồi chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Còn một trường hợp thứ hai nữa, là rất nhiều anh chị em đến cầu nguyện và tôi hỏi có đọc kinh thánh không? Có một sơ rơi ngày nào em cũng đọc, em siêng lắm, em nghe ngày nghe đêm, lúc nào là trong túi em cũng có quyển kinh thánh, đi đâu cũng cặp như này nè, rất là thiêng liêng, không bao giờ rời. Nhưng tôi hỏi thêm, có còn nóng giận ai không? Còn một sư. Còn cay đắng ai không? Còn luôn. Còn cảm thấy đời sống xác thịt coi phim xét ban đêm có không? Cũng có luôn một sư. Thế thôi thua rồi. Kinh thánh thì đọc nhưng không làm theo. Kinh thánh thì thuộc từ sáng tới ký đến khải huyền nhưng không làm theo. Đây là tình trạng còn bi đát hơn nữa. Bi đát hơn nữa. Cho nên ở đây cái vấn đề không chỉ là đọc, không chỉ là nghiền ngẫm, không chỉ là suy ngẫm, mà vấn đề biến những lời đó trở thành lối sống của chúng ta. Nó mới khiến cho chúng ta lớn lên, nó mới khiến cho chúng ta vững mạnh, nó mới khiến cho chúng ta tạo ra quyền năng để giúp đỡ người khác. Anh em muốn lời của chúng ta có quyền năng không? Hãy để cho Kinh Thánh sống trong tấm lòng của mình. Vì khi Kinh Thánh sống trong tấm lòng của chúng ta, lời của anh chị em nói ra có một quyền phép từ trên cao hỗ trợ nó. Anh em nói bệnh hãy lành đi, có một quyền phép từ trên cao hỗ trợ nó và bệnh lập tức lành. Anh em nói quỷ phải đi đi, có một quyền phép từ trên cao hỗ trợ lời của anh chị em và quỷ nó đi. Bí quyết là hãy để lời Kinh Thánh sống trong mình. Nghĩa là lối sống của chúng ta phải được thay đổi bằng sự ăn năn, thực lòng ăn năn để huyết Chúa Giêsu rửa sạch, thực lòng ăn năn từ bỏ những lối sống gian ác, lấy lòng nhu mì hạ mình khiêm nhường để nhận lấy lời đã trồng trong lòng mình, để linh hồn mình được cứu rỗi. Anh em chị em, Gia-cơ nói rất là hay: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Tại sao ông lại thêm cái câu là lừa dối mình? Tại vì có rất là nhiều người lừa dối mình ở chỗ là tôi biết Kinh Thánh rất rõ, tôi biết tốt hơn anh luôn, các mục sư phải gọi tôi bằng thầy luôn, cho nên tôi chả cái gì phải thay đổi cả. Lừa dối. Họ lừa dối ở chỗ là gì? Tưởng rằng cái sự biết Kinh Thánh sẽ khiến cho mình trở nên giống Chúa Giêsu. Đó là sự lừa dối. Tôi nhắc lại với anh chị em, sự biết Kinh Thánh không khiến cho chúng ta có sự sống của Chúa Giêsu.
Nhưng cái sự để cho lời Kinh Thánh sống trong lòng mình mới khiến mình giống Chúa Giê-xu. Hai cái khác nhau. Còn biết thì người Pha-ri-si biết hơn mình. Người Pha-ri-si học thuộc lòng Kinh Thánh từ tuổi còn thơ. Nhưng người Pha-ri-si giết người, đóng đinh và làm những điều gian ác. Họ không giống Chúa. Cho nên thưa anh chị em, lời kết của bài chia sẻ hôm nay là anh chị em phải được tái sanh nếu muốn sống một đời quyền năng trong Chúa. Nhưng sự tái sanh là chưa đủ đâu. Nó chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình rất dài đi với Chúa. Để Đức Chúa Trời hành động với mình thì việc cần thiết là mỗi ngày, mỗi ngày một chút, chúng ta hãy đâm rễ, lập nền, nuôi dưỡng mình, thực hành lời của Đức Chúa Trời từng chút một, từng chút một, từng chút một. Và đến một ngày đột nhiên anh chị em nhận ra mình trở thành cây cổ thụ trong vương quốc của Chúa. Tự nhiên chợt nhận ra mà không biết tại sao. Tôi gọi đó là sự sức dầu. Sự sức dầu thực sự hành động khi bên trong anh chị em có lời của Đức Chúa Trời. Có thể hôm nay anh chị em đã được sức dầu nhưng nó chưa hành động, bởi vì bên trong anh chị em thiếu lời của Chúa. Lời của Chúa là công cụ, là nhiên liệu cho Thánh Linh của Ngài vận hành. Vì vậy chúng ta cần lời đó sống bên trong, lời đó hành động bên trong, lời đó điều khiển mọi lĩnh vực của cuộc sống mình, từ đời sống tinh thần, đời sống thể chất, mối quan hệ, chức vụ, lời nói, tư tưởng, tất cả đều để cho Kinh Thánh điều khiển mình. Người đó là người mà Đức Chúa Trời dùng để giải phóng người khác, để chữa lành người khác, để giải cứu người khác, để nâng đỡ người khác, để truyền lửa cho người khác. Cho nên tôi kinh nghiệm điều này anh chị em. Khi mình có lời Chúa bên trong á, mình đụng đến một người nào, mình lấy tay mình chạm vào một người nào, mà nếu người đó Đức Chúa Trời muốn ban phước á, lửa nó sẽ bốc trong lòng của người đó lên. Và trong vòng 5 giây, người đó tự nhiên trở nên ham thích và yêu mến Chúa. Lạ lắm anh chị em. Cái này là một siêu nhiên. Cái này là điều mà Đức Chúa Trời dùng để biến đổi con người. Khi chúng ta có một nguồn sức mạnh và một nguồn năng lực từ trời mà Chúa ban cho bên trong, thì Kinh Thánh chép rằng lời Đức Chúa Trời là như lửa, như búa đập vỡ đá. Và sự đụng chạm, sự rao giảng, sự nói của anh chị em ra sẽ biến đổi người nghe, khiến cho người nghe được lành, được phục hồi, được tự do, được giải phóng, được khích lệ, được yêu mến Chúa qua cái sự rao giảng của anh chị em. Đó là bí mật. Đó là bí mật. Cho nên nhiều người không hiểu bí mật này. Người ta cố đi học cách diễn thuyết. Giống như trong mấy trường thần học ấy, nó có cái bộ môn gọi là bộ môn gì ạ? À? Giảng luận. Đúng không ạ? Bắt cái người học đứng lên, bắt đầu tay phải để thế này nè, rồi lời nói phải thế này, đi đứng phải thế này đó. Giảng nghe như chuyên nghiệp ấy, như MC ở truyền hình vậy đó. Nhưng mà anh em à, cái đó nó không tạo ra quyền năng. Cái đó thì chỉ sướng con mắt thôi, nhưng quyền năng không có. Còn quyền năng thực sự là nó đến tích tụ trong anh chị em mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút, qua cái chuyện anh chị em suy ngẫm, thực hành lời của Đức Chúa Trời, tương giao với Thánh Linh của Chúa. Anh chị em có khao khát mình trở thành người làm được việc Chúa Giê-xu làm không? Anh em chú ý nghe lại, nhớ lại những điều tôi nói ngày hôm nay. Có thể nó rất đơn giản, không có cái gì sâu xa ngày hôm nay, không có gì sâu sắc ngày hôm nay, nhưng nó là con đường mà mỗi một chúng ta phải đi qua. Không có con đường tắt, không có một con đường nào mà để cho sự sức dầu nhanh đến cả. Dĩ nhiên tôi hiểu tất cả anh chị em khao khát sự sức dầu
để cho chúng ta đừng cái làm được điều này điều kia. Đúng không ạ? Đúng, Chúa có thể ban cho. Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là làm, mà quan trọng là gì ạ? Cái điều mà chúng ta làm nó phải được bền bỉ cho đến cuối cùng. Cái điều chúng ta làm nó phải được tăng trưởng theo thời gian. Cái điều mà chúng ta làm nó phải làm sáng danh của Chúa, không phải chỉ một ngày, một tháng, một năm, mà cả cuộc đời của mình. Và tôi nói với anh chị em này, người được sức dầu mà có lời Chúa sống bên trong sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời trong chuyện đó. Còn người được sức dầu mà không có lời Chúa bên trong rất dễ yếu đuối và xa ngã. Đó là sự thật 100%. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em trên live stream cũng như tất cả anh chị em nghe tôi buổi sáng hôm nay, hãy đầu tư cho con người bề trong của mình. Được không anh em? Đầu tư. Tôi phải dùng cái chữ đầu tư. Vì đầu tư là cái gì đó mình bỏ ra rồi mình thu lợi lại. Cái từ đó nó chính xác như vậy đó. Chứ tôi không dùng cái chữ trả giá là cái gì cả. Anh chị em không có trả giá gì ở đây đó. Anh chị em đang đầu tư. Anh chị em đầu tư cho con người bề trong của mình. Và đến một ngày thiên đàng sẽ sử dụng anh chị em. Anh chị em sẽ có sản nghiệp đời đời trong thế giới tương lai. Còn nếu anh chị em không đầu tư ngày hôm nay thì ngày mai không có gì. Cho dù anh chị em có tin Chúa 30 năm, 40 năm, nếu chúng ta không nghiêm túc đầu tư thì anh chị em mãi mãi chỉ là con đỏ thuộc linh mà thôi. Đó là sự thật 100%. Hãy đầu tư đây, mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút. Trong đời sống cá nhân của tôi cũng vậy. Tôi thực sự là một người đầu tư cho thuộc linh. Tôi là một nhà đầu tư cho thuộc linh. Trước tôi cũng làm kinh doanh, tôi biết thế nào là đầu tư rồi. Đầu tư ở ngoài đời nhiều khi bỏ tiền cọc ra mất tiêu, mất tiêu. Đầu tư mất rồi khóc lóc ầm ĩ. Nhưng đầu tư cho Chúa không bao giờ mất, chỉ xin lời thôi. Anh chị em có thích đầu tư như thế không? Hãy đầu tư vào Chúa, đầu tư vào lời Ngài cho đời sống tâm linh của mình. Và sự đầu tư của Chúa là gì? Cần lòng khát khao, cần thời gian, cần nhiệt thành, cần sự ăn năn, cần sự quay bỏ, cần mỗi ngày một chút, một chút. Và Đức Thánh Linh sẽ đến giúp chúng ta để chúng ta trở thành cây cổ thụ trong vương quốc Đức Chúa Trời. Và tôi tin trong thời kỳ cuối cùng là thời kỳ mà Chúa dấy hội thánh Ngài lên, thì hội thánh của Chúa sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cây cổ thụ như vậy để đi biến đổi thế giới này. Đúng không ạ? Thế giới này đang kêu khóc, thế giới này đang bệnh tật, thế giới này đang bị quỷ ám, thế giới này đang nô lệ, thế giới này bị trói buộc. Và ai là người giải cứu họ? Chỉ có con cái Đức Chúa Trời mà thôi, không còn ai. Cho nên nếu như mình không giải cứu đời sống mình được thì mình đi giải cứu ai? Nếu đời sống của mình mà vẫn còn đủ thứ như họ thì mình giải cứu ai? Cho nên tôi nói lại một lần nữa, hội thánh phải là nơi đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui, đầy ắp sự chữa lành, đầy ắp sức khỏe, đầy ắp phước hạnh trước khi đi giải cứu thế giới. Có đúng không chị? Cho nên đừng có cực đoan quá mức hay là sống đời quá máu. Đời sống mình thì te tua tơi tả mà đòi đi biến đổi thế giới. Rất là nhiều người nói với tôi thế, em phải đi truyền giáo thế giới quốc tế. Nhìn đời sống còn mỗi đôi dép lê. Cái đó không được. Cái đó là hoàn toàn không phù hợp. Phải làm cho mình mạnh mẽ đã. Và Chúa sử dụng mình theo lượng đức tin của mình. Amen chứ? Theo lượng đức tin. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Quyền năng nhỏ làm việc nhỏ, quyền năng lớn làm việc lớn. Chúa sẽ đưa đến cho chúng ta để chúng ta có sản nghiệp trong thế giới tương lai. Anh chị em có khao khát điều đó không? Nếu khao khát hãy cầu nguyện với tôi giờ này. Mỗi một người hãy cầu nguyện với tôi giờ này nha. Yes, cảm ơn nha. Không cần. Mỗi một người chúng ta hãy nghiêm túc cầu nguyện với Chúa. Trước khi cầu nguyện với Chúa, tôi hỏi lại với tất cả anh chị em ngồi đây, đang đứng ở đây trong hội trường này, có ai trong chúng ta hôm nay đến đây lần đầu tiên
và chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng mình để được hưởng sự sống hay không? Có không? Wow, vẫn có không ạ? Tôi muốn những người đó giơ cánh tay mình lên. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người. Wow, nhiều quá. Và tôi kêu gọi những anh chị em này hãy bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu để anh chị em được tái sinh và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, hưởng sự sống mà Chúa đã nói trong bài giảng của tôi. Nếu anh chị em bằng lòng, mời bước lên phía trên này. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em đã trước cùng với Hội Thánh. Chúng ta giơ cái này lên. Dạ. Vì sự tái sinh là điều quan trọng nhất trên trần đời. Chúng ta làm gì làm mà không tái sinh thì coi như không có gì cả. Dạ. Anh em hãy mở lòng để tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng mình nha. Dạ, anh em xoay mặt lại phía tôi nè. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cầu nguyện một lời cầu nguyện rất đơn sơ. Nhưng thần của Đức Chúa Trời sẽ chạm anh chị em và anh chị em được tái sinh buổi sáng ngày hôm nay. Để chúng ta được phước. Để chúng ta được phước. Dạ, mình đứng lên. Mình đứng xích xích ra đây một chút để cho anh chị em khác rồi cùng đứng. Chúng ta lùi xuống một chút xíu ra. Anh mời anh đứng sang qua bên này nha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Yes, cảm ơn Chúa. Rồi. Rồi các chị, các anh hãy nghe tôi nói một vài lời trước khi mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa nào. Như bài giảng tôi nói đó, ngay khi mình bằng lòng tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế phải đến thế gian chết cho tội lỗi của mình, và mình tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ cõi chết, Chúa đang sống, Chúa đang hành động để cứu mỗi một chúng ta, thì tội của các anh các chị ở đây lập tức được tha thứ. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho dù tội mình có xấu xa cỡ gì, quá khứ mình có đen tối cỡ gì, lời của Chúa nói rằng lập tức được tha thứ và cuộc sống chúng ta như tờ giấy trắng. Chúa tha thứ hết. Và ngay khi Chúa tha tội cho các anh các chị ở đây thì Đức Thánh Linh đến tái sanh chúng ta. Trong anh chị em sẽ có một con người mới, nó sinh ra giống như là mình sinh em bé vậy đó. Sinh ra nó sống bên trong. Và con người mới đó nó bắt đầu ham thích Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nó muốn những điều thánh thiện, những điều bình an, những điều chữa lành, những điều tươi mới. Đó là tiếp nhận Chúa Giêsu. Khởi đầu. Và như bài giảng tôi nói, đó chỉ là khởi đầu. Sinh ra một em bé chỉ là khởi đầu, tiếp tục sẽ được nuôi dưỡng để lớn lên. Amen ạ. Rồi, bây giờ tất cả các chị, các anh đứng ở đây, mình nhắm đôi mắt mình lại để đừng mất tập trung nha. Đừng mất tập trung gì nhìn bên cạnh. Tất cả Hội Thánh hãy đồng lòng cùng tôi, vì đây là những anh chị em yêu quý của chúng ta. Họ sẽ được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời cùng với chúng ta giờ này. Rồi anh em nhắm đôi mắt vào lại và lặp lại theo lời cầu nguyện của tôi. Lặp lại bằng cả tấm lòng mình nha, cả tấm lòng với Đức Tin. Nào, chú ý nha. Lặp lại, mở miệng mình ra, đừng làm thinh. Ai mà làm thinh ở đây đó, đứng ở đây mà làm thinh không cầu nguyện á thì không được tái sanh đâu. Vì Kinh Thánh chép rằng nếu miệng ngươi xưng Giêsu ra và lòng ngươi tin thì ngươi mới được cứu. Mới được cứu. Lòng tin được Chúa tha thứ tội lỗi, miệng xưng ra thì mới được cứu, còn không là không được cứu. Cho nên mình có môi miệng, mình hãy mở miệng mình ra và nói theo tôi. Rồi, nghiêm túc nè. Kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con đầu phục cuộc đời con cho Chúa Giêsu. Con tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian, đã đến chết cho tội lỗi của con, và Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại để làm Chúa sự sống. Ngày hôm nay con thành thật tin vào điều đó. Con dâng mọi tội lỗi của con, những đau khổ của con, những sai trật của con cho Đức Chúa Trời. Và con tin rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả những điều đó và Ngài tha thứ cho con, nhận con làm con cái của Đức Chúa Trời để con được hưởng sự sống đời đời. Kính lạy Đức Chúa Trời, con bằng lòng trao linh hồn con, trao thân thể con, trao cuộc đời con cho Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy tái sanh con và ban Thánh Linh vào lòng con để con được làm con cái của Ngài. Con cảm ơn Chúa
vì Ngài đã nhận con. Ngài không từ chối con. Con biết ơn Ngài. Hãy giúp con Chúa ơi, để từ nay về sau con tiếp tục đi con đường này, để con được lớn lên và nhận biết Đức Chúa Trời một cách sâu sắc hơn nữa. Con cảm ơn Ngài và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Wow, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh chị em cứ đứng yên, tôi sẽ chúc phước cho anh chị em. Để kể từ ngày tôi chúc phước cho anh chị em, thần Đức Chúa Trời sẽ đi theo phù hộ anh chị em. Không điều gì có thể cướp anh chị em ra khỏi tay của Chúa Giêsu được nữa. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền đó, con cầu nguyện cho các anh các chị đang đứng ở đây. Cha, con xin Ngài hãy đến trên họ giờ này. Con xin thần của Đức Chúa Trời hãy chạm anh chị em con giờ này. Con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hãy đóng ấn và ngự vào lòng một cách đầy dậy họ giờ này. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa, ban phước Chúa, ban phước cho người chị em con, ban phước cho em trai này, ban phước cho em trai này Chúa, hãy ban phước cho người chị này Chúa, hãy ban phước Chúa, hãy ban phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy ban phước Chúa. Con cảm ơn Ngài, hãy ban phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy ban phước Chúa. Con cảm ơn Ngài, hãy ban phước cho người chị em con Chúa, ban phước Chúa, cất đi mọi điều đau đớn, cất đi ra khỏi người chị em này Chúa. Con cầu nguyện giờ này, giúp chị ấy, giúp người chị em này của con đi con đường của Ngài. Chạm chị ấy, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, nữa Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài Chúa. Chúc người chị em con chạm nữa, chạm nữa, giúp người chị em con, giúp người chị em con, giúp người chị em con, chạm nữa, giúp người anh em con. Lạy Chúa, xin Cha ban phước cho người anh em con, ban phước cho người anh em con, giải phóng người anh em con, giúp đỡ người anh em con trở nên mạnh mẽ và tự do hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta kêu lửa và sự tự do, 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 tự do đến trên người thanh niên này của chúng ta. Lửa và sự tự do, 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 lửa và sự tự do. Người anh em này của chúng ta thuộc về Chúa. Tất cả vương quốc tối tăm phải rời đi, ta ra lệnh phải rời đi, ta ra lệnh phải rời đi, ta ra lệnh phải rời đi. Vương quốc tối tăm ta bẻ gãy mày, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy mày. Vương quốc tối tăm đi ra khỏi người anh em ta. Tự do hơn ta, tự do, tự do, tự do. Chúa Giêsu ơi, ngự vào lòng người anh em con, chiếm hữu hoàn toàn cả linh hồn thể xác, chiếm hữu hoàn toàn tất cả quyền lực tối tăm. Hôm nay mày phải rời đi, rời đi, rời đi, đi. Lửa, lửa linh, lửa linh, lửa linh, lửa linh, lửa linh, lửa. Satan, mày ra, đi ra đây, tự do đây, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cha ơi, một lần nữa con trao tất cả linh hồn này trong cánh tay quyền phép của Đức Chúa Trời, và con cùng vợ thánh cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em ơi, hãy tặng những người mới kinh thánh và các sách cần phải đọc. Và mọi người đã nhận sách xong, mình về chỗ và chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Dạ. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều.
chúng ta hướng lòng về Ngài. Buổi cầu nguyện của chúng ta vẫn tiếp tục. Tiếp tục. Oh, hallelujah, lạy Chúa. Hallelujah, lạy Chúa. Hướng lòng về Ngài anh chị em. Tôi nhắc lại, nếu một điều gì đó phải lớn lên thì nguyên tắc của Đức Chúa Trời là nó phải lớn lên từ từ. Nó phải lớn lên từ từ. Anh em bắt đầu hướng về Chúa và nói: Chúa ơi, hãy giúp con được lớn lên trong Ngài. Hãy giúp con được lớn lên trong lời của Ngài. Hãy giúp con được trưởng thành trong lời của Ngài. Cầu nguyện lên trên. Mở một người nghiêm túc cầu nguyện, nghiêm túc cầu nguyện, nghiêm túc cầu nguyện, nghiêm túc cầu nguyện. Thánh Linh ơi, giáo sư của đời con, hãy dạy dỗ con giờ này. Hãy cho con hiểu lời Ngài. Hãy cho con có khả năng thực hành lời Ngài. Hãy cho con đam mê lời Ngài. Cầu nguyện đi Hội Thánh, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Tất cả những quyền lực nào, tất cả những quyền lực nào đang ngăn trở ông bà anh chị em đến với lời của Đức Chúa Trời, bất kể tên gọi nó là gì, tôi nói với nó phải rời đi ngay lập tức giờ này. Bất kể đó là sự buồn ngủ, bất kể đó là sự mất tập trung, bất kể đó là sự bận rộn, bất kể đó là sự lừa dối, bất kể đó là sự ô uế, tôi trói buộc nó trên đời sống của bạn trong giờ này. Tôi trói buộc nó giờ này. Tôi trói buộc trong danh của Chúa Giêsu. Bất kể đó là sự bệnh tật mỏi mệt trong thân thể, tôi nói với Satan, tôi nói với các linh tà, linh ô uế này, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày rời khỏi đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Rời, 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 rời. Trong danh Chúa Giêsu. Hỡi Satan, mày phải nghe, mày phải vâng lời ngày hôm nay. Hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, là những kẻ chuyên cướp lời của Chúa, những kẻ chuyên ngăn trở con cái của Chúa, những kẻ quá phá rối đời sống con cái của Chúa. Ta trói buộc mày giờ này Satan. Ta trói buộc mày giờ này Satan. Ta trói buộc mày giờ này Satan. Ta trói buộc mày. Những linh ô uế nào, những linh dâm dục, những linh ô uế, những linh bất khiết, những linh nổi loạn, những linh tự sát, những linh ác mộng, ta trói buộc mày giờ này. Hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu gọi anh chị em, những ai đang thấy mình bị cản trở trong vấn đề đọc học lời Chúa, Chúa, hãy bắt đầu chống lại quyền lực của Satan. Satan là kẻ luôn cướp phá hủy diệt và không cho anh chị em có thể tự do ở với lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể cảm thấy mình buồn ngủ khi đọc lời Ngài. Anh chị em cảm thấy quá bận rộn để đọc lời Ngài. Anh em cảm thấy bị phá rối khi quyết định ở với lời Ngài. Tôi muốn anh chị em đó hãy bắt đầu chống lại nha. Chống lại. Có một quyền lực núp đằng sau những cái thói hư tật xấu này. Chống lại. Trong danh Giêsu, ta ra lệnh cho mày Satan. Ta ra lệnh cho mày Satan. Ta ra lệnh cho mày Satan. Toàn bộ những ối lên. Toàn bộ những ối lên, hãy đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Mọi linh ô uế hãy rời đi. Mọi tà linh cướp lời Chúa hãy rời đi. Come out. Đi ra. Bẻ gãy khỏi tâm trí, khỏi phần hồn của họ giờ này. Bẻ gãy, 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 bẻ gãy giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa thánh linh ở đây. Lửa thánh linh ở đây. Lửa thánh linh ở đây. Mọi quyền lực của Satan, mọi quyền lực của Satan, hãy rời đi. Anh em hãy chống lại nó, chống lại nó, chống lại nó, chống lại nó giờ này. Chống lại giờ này. Chống lại giờ này. Bất cứ sự mất tập trung nào, cơn buồn ngủ nào, sự lười biếng nào, sự bận rộn nào khiến cho anh em xa rời lời Đức Chúa Trời, chống lại nó giờ này. Hãy đọc tên của nó ra. Tên nó ra. Linh bận rộn, linh ô uế, linh buồn ngủ, linh tà dâm, linh thiếu hiểu biết, linh ác mộng, sợ hãi, bối rối, lo lắng, bất an, nghèo thiếu, ô uế, rời đi. Rời. Come.
Lord thần là đời đời. Lord thần là đời đời. Lord thần là đời đời. Lord đây. 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 Trong danh Chúa Giêsu. Nói đây anh chị em. Anh chị em phải chiến đấu cho đến khi tâm linh mình nhận được sự tự do. Tự do. Tôi hôm nay mạnh mẽ tự do. Tôi có thể đến với lời Đức Chúa Trời. Tôi tự do đến với lời Ngài. Tôi tự do đọc lời Ngài. Tôi tự do ở với lời Ngài. Tôi tự do thực hành lời Ngài. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Come out. Gác bơi lên hãy đi ra. Gác bơi lên hãy đi ra. Gác bơi lên hãy đi ra. Thôi xa băng. Linh ta thuộc lên mù lò đi ra. Tất cả các ơi linh đi ra. Cay đắng giận hờn buồn khổ đi ra. Come out. Chiến đấu đi anh em. Chiến đấu. Chiến đấu trong danh Chúa Giêsu. Tất cả quyền lực vương quốc bóng tối phải sập đổ giờ này. Sập đổ giờ này. Sập đổ giờ này. Vương quốc bóng tối sập đổ giờ này. Come out. 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 Lên đồ ơi hãy đi đây. 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 Trong danh Chúa Giêsu. Satan, hallelujah, 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 hallelujah. Ôi những quyền lực tối tăm, ta tuyên bố lỗ Đức Thánh Linh ở nơi đây, ta tuyên bố danh của Chúa Giêsu ở nơi đây, ta tuyên bố thần giải cứu chữa lành ở nơi đây, thần của sự tự do ở nơi đây. Mọi tà linh phải rời đi, mọi oán linh phải rời đi, mọi tà linh ngăn trở phải rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói huyết Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này, huyết Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Tẩy sạch. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên trên. Chưa đâu, trận chiến đang tiếp tục. Họ nói với anh chị em rằng ma quỷ thích nhất là giữ anh chị em không tiếp cận được với Kinh Thánh. Cho nên anh chị em phải được tự do buổi sáng hôm nay. Linh buồn ngủ phải rời đi. Linh mất tập trung phải rời đi. Những tà linh phá rối anh chị em đọc hiểu Kinh Thánh phải rời đi. Trên tâm trí anh chị em phải bị mất đức giờ này. Mất đức giờ này. Những ai đang cảm thấy mình mà bị phân tâm, phân tán, phân tư tưởng, không thể tập trung vào lời Chúa, hãy đặt tay vào phần trán của mình. Trán này, đặt ra vào đây. Những ai đang cảm thấy cái điều đó trên đời sống mình nhé, đặt tay vào phần trán. Anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của Chúa đến giờ này. Một điều gì đó nó xúc, nó phải ra khỏi anh chị em. Không thể nào có chuyện anh chị em được tái sanh mà đọc Kinh Thánh không đọc được, mất tập trung, mất cái tư tưởng, không hiểu Chúa nói gì là điều bất bình thường. Trong danh Chúa Giêsu, Cha ơi, Ngài gửi thần giải cứu Ngài đến trên tất cả con cái Chúa là những người đang đặt tay trên trán của mình. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hỏi Satan là kẻ đang cầm buộc trí thức, trí tuệ, tâm trí của con cái Đức Chúa Trời ở đây. Ta ra lệnh mày rời đi giờ đây. Rời. Trong danh Giêsu. Đi
sự phân tâm, tà linh của sự mất tập trung, tà linh của sự thiếu hiểu biết bị che khuất. Hãy rời đi. Rồi ta ra lệnh mày đi lập tức giờ này. Đi lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói trong danh Giêsu, ta được tự do. Mọi tà linh che khuất tâm trí của ta bị cột trói ngày hôm nay, ta từ chối mày quay trở lại. Hãy đi đi. Hãy đợi đi. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Ngài. Chưa hát đó chị, chúng ta còn cầu nguyện một lời cầu nguyện nữa. Hãy chiến đấu vì có linh hồn của mình. Có những kẻ thù nó không muốn chúng ta lớn lên, nó muốn chúng ta mãi trẻ con để có thể bắt chúng ta làm nô lệ cho nó. Đó là điều đơn giản và rất dễ hiểu. Nhưng Chúa thì muốn chúng ta lớn lên. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em ở đây, mình phải cầu nguyện chống lại một loại tà linh. Đó là tà linh đọc được lời Ngài nhưng không thể làm theo. Có một quyền lực ở đằng sau điều đó. Biết rằng phải yêu thương nhưng không thể yêu thương. Biết rằng phải tha thứ nhưng không thể tha thứ. Biết rằng phải thành thật nhưng không thể thành thật. Đó là linh khiến cho chúng ta rối rắm và không thể lớn lên. Tôi muốn tất cả hội thánh cùng tôi chiến đấu với những loại tà linh đó giờ này. Anh chàng amen không ạ? Hỡi Satan, trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả mọi tà linh đang lừa dối khiến cho ta không thể nào sống theo lời Đức Chúa Trời. Hãy rời đi. Rời đi. Rời đi. Những tà linh của sự hận thù hãy rời đi. Tà linh của sự hận thù hãy rời đi. Không tha thứ hãy rời đi. Những tà linh của sự không tha thứ hãy rời đi. Lo lắng bất an hãy rời đi. Những tà linh lo lắng bất an hãy rời đi. Những tà linh vô tín hãy rời đi. Tất cả những tà linh nào ngăn trở ta sống với lời Đức Chúa Trời, ngăn trở ta sống với lời của Đức Chúa Trời, hãy ra khỏi ta giờ này. Hãy ra khỏi ta ngay giờ này. Sự sáng đang ở đây, sự tối tăm phải tan đi, Satan phải rời đi, Satan phải rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, amen. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện tiếp anh chị, cầu nguyện tiếp, cầu nguyện tiếp. Mỗi một cá nhân suy xét lại chính đời sống mình và chiến đấu nào. Anh chị em thơm không làm được điều gì, hãy đuổi tà linh đó đi. Anh em thơm không làm được điều gì, hãy kêu tên tà linh đó và đuổi đi. Anh em không thể nào thành thật được, hãy đuổi tà linh gian dối đi. Anh em không thể nào bình an được, hãy đuổi linh lo lắng đi. Đi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Đồng trú trong cơ thể con người của anh em nó phải rời đi. Nó không được phép ở lại vì nó bị tiêu hủy bởi ánh sáng trong danh Chúa Giêsu. Ôi công bố ánh sáng của Chúa Giêsu ở nơi đây. Mọi bóng tối phải bị tan đi. Tan đi.
ơi. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh trân trọng sức mạnh của Chúa. Anh trân trọng sự động chạm của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể sống với lời của Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong chúng ta hãy bắt đầu hướng lòng về Ngài và nói: Lạy Chúa Giêsu, ta hãy đổ đầy Thánh Linh cho con. Con cần Thánh Linh của Ngài. Hãy nói với Chúa điều đó một cách chân thành. Tôi sẽ đi động đến từng người, và tôi tin rằng khi tôi động đến anh chị, lửa thiên đàng sẽ bùng cháy trong tâm linh của anh chị. Anh chị sẽ có sức mới để có thể sống với lời Đức Chúa Trời. Hãy hướng về Ngài, hướng về Ngài, hướng về Ngài và nói rằng: Chúa ơi, hãy chạm con giờ này. Chúa hãy đổ đầy con giờ này. Tất cả hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Lạy Chúa, hallelujah. Hãy rời chạm dân sự của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, hãy rời chạm dân sự của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, hãy động đến dân sự của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, hãy động đến dân sự của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, tái đổ đầy dân sự của Đức Chúa Trời. Tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy. Oh, hallelujah. Em hãy tập trung vào Chúa cầu nguyện nào. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Tôi sẽ động đến anh chị em, và thân của Đức Chúa Trời sẽ giúp anh chị em bắt đầu biết Chúa, bắt đầu có sức mạnh từ bên trong, bắt đầu được trỗi dậy từ bên trong. Anh em có thể sống với lời của Đức Chúa Trời giờ đây trong danh Chúa Giêsu. Cha hãy đến ban phước cho dân sự của Ngài. Mỗi một người hãy được phước giờ này Chúa. Mỗi một người hãy được phước giờ này Chúa. Mỗi một người hãy được phước giờ này Chúa. Cha khi cùng chạm đến dân của Ngài, hãy cho tâm linh của họ bùng cháy. Bùng cháy từ bên trong. Bùng cháy từ bên trong. Bùng cháy từ bên trong lòng. 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 Cha trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.